mình nghĩ với ông Tâm là quen rồi, bởi vì có giận nhau lâu có được đâu, vì quy tắc bước ra khỏi cửa là phải hôn nhau một cái, cho nên nhiều khi mà tức nhau thì cũng phải cố gắng á. Nhưng mà có những cái quy tắc đó để giữ gìn hạnh phúc gia đình đó. Con hơn ông nội, ông ngoại rồi, hơn ông nội luôn, hai người đó đâu có làm được. Để nói đầu tiên các cháu thì xin chào tất cả những người mà đã từ rất là lâu rồi mới gặp lại, và tất cả những người hiện tại đang có mặt ở đây đều là những người thương quý và những người mà đã từng đến với lại gia đình của Nguyễn Tổng Mai. Thật sự ra là rất là muốn nói nhiều thứ mà sợ nói ra lát nứt nói được, cho nên nói ít lại, và thì hay dùng những cái nói hài á để cho mình vượt qua cái sợ hãi đó. Thì hồi nãy em nói về bà ngoại, về cái nhà chăm, thì anh thấy là anh giống bà ngoại, anh thích những người giống vậy. Và sau đó là con cũng đi cao luôn, rồi con bị dụ. Rồi nói gì nữa ta, và nói về cái may mắn của em, em xài chùa để em xài được chùa anh, rồi đúng không cũng nhiều thứ lắm mà nãy giờ mình thấy may mắn rất là nhiều. Nhưng mà thật sự là hôm qua đứng ở dưới xem hết nguyên cái chương trình thì mới thấy là cái cảm giác mà ngày xưa Mai phải gánh chịu á, mà phải chịu đựng á, khi mà thấy chồng đi thi rồi nhìn thấy những cái thành công của chồng mà phải đánh đổi á, tự nhiên lúc đó mình cảm giác mà sao mình nhỏ bé á, mình thấy thương vợ mình nhiều hơn. Đến nó dưới chồng máy quay mà mình cứ sụt sịt, mà người không có nghĩ là vợ mình sẽ quán quân hay gì á, không quan trọng, mình chỉ cần là bạn được đứng ở trên sân khấu, bạn được hát cho tất cả mọi người nghe bằng cái giọng hát của bạn, và bạn được tỏa sáng chỉ một lần thôi cũng được. Bởi vì trong suốt nhiều năm qua thì mình vẫn luôn nói vợ mình là anh đừng có nói một lần thôi, mọi người đừng có nghe cái lời đó, em còn nhiều lần lắm anh không một lần. Anh nói về anh mà chứ nói là thôi Mai ơi, một lần bỏ sáng rồi tôi về nấu cơm đi em, là em chạy đúng không? Tỏa sáng. Nghiệp có nói với Mai tất cả các mạng truyền thông là nghiệp hứa sau khi nghiệp hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Quốc gia thực sự là bởi vì mình đã dành hết những cái tâm huyết của mình cho nghề, cho người Việt Nam và cho chính bản thân mình đã thực hiện xong hết rồi. Và tất cả những cái điều đó mình sẽ trả Mai về lại cái vị trí của Mai. Và ngày hôm qua chính là cái vị trí của em. Và anh tin chắc chắn là cái vị trí đó nó sẽ đi xa hơn, rộng hơn, cao hơn. Và chắc chắn là em ở trong bóng tối nhiều rồi, bây giờ em phải bước ánh sáng đi để em về anh làm ô xin. Đúng rồi đó mọi người, lúc nào cũng phải hôn, cái này là phải tập. Phải tập. Còn đố ông ngoại với bà nội làm được điều đó. Ông ngoại với bà nội. Ông ngoại với lại ông nội làm được điều đó. Chắc cái này chắc cũng ít ai làm được lắm. Cái sự mà nhi của em á là bị ảnh hưởng từ ông xã, rất là nhiều. Ông xã của nhà rất nhi. À đúng rồi, nãy quên nói một điều là tại sao Hoa Sen lại có thể ứng xử được rất là nhiều những cái câu nói, câu hỏi của chính thành và ba vị giám khảo đó, là nhờ Nghiệp. Nghiệp là người ở nhà nói đến Mai không nói được, cho nên là lên trên đó thì thấy bạn đó chuyện nhỏ với Mai. Và thật sự là hôm qua Nghiệp đi với lại bạn Phúc thì lúc mà Phúc biết Mai quán quân á, Phúc run mà khóc vậy nè. Mà hơn lúc đó mà nếu không có Nghiệp chắc Phúc xỉu, cho nên là Nghiệp phải ôm Phúc chỗ đó. Và thật sự là Nghiệp nói chuyện với Phúc rất là nhiều. Nghiệp nói là Nghiệp không biết Phúc làm quản lý cho vợ Nghiệp như thế nào, nhưng văn hóa gia đình của Nghiệp phải là số 1, và không có được cho vợ Nghiệp hở cái gì hết. Hở gì cũng được, nhưng hở cái chỗ quan trọng là không được. Dạ, cái này là được duyệt dữ lắm á, phải qua là giám đốc quốc nghiệp duyệt mới được lên nha, mới được
gửi mình đi đâu là giám đốc này chưa duyệt là chưa được gửi. Có những tấm hình sẽ ekip sẽ rất là mãn nhãn, có đẹp quá, có kiểu đấy hở quá, fail. Trên mạng xã hội thì mình hay nói là Ngọc Mai là chủ tịch, nhưng mà thực sự là chủ tịch luôn luôn đứng sau bí thư hết. Rồi anh đủ rồi. Cảm ơn người đó nhiều. Sao mà ghi dữ vậy? Tránh xa điều đó rồi. Nhưng mà về nhà mỗi ngày đó là đều nghe những cái bài hát đó. Mà nhạc trẻ mà, chứ đâu không phải là nhạc giống như ngày xưa nữa đâu. Cho nên là càng nghe càng thích. Và không phải nghiệp là người thích đâu, mà con nghiệp hai đứa nhỏ đều thuộc hết tất cả những bài trong The Masked Singer Việt Nam. Và nghiệp sẽ làm một cái clip này tặng cho mọi người, bởi vì hai đứa nhỏ này hát hay lắm. Và thật sự là bắt đầu từ lúc đó thì không phải đâu, nghe thích rồi chứ không thôi hồi trước đó, giờ bị chửi á. Em chính thức là thích từ rất lâu và bây giờ thích hơn, đúng không? Thật ra thì hồi đó thì anh Nghiệp, khi mà Mai lấy anh Nghiệp về, cái anh Nghiệp mở lên xe đó, toàn là thôi hay là ba cứ yêu tạo một người gì đó, xong rồi có chắc sẽ hết đau đầu cũng như thế, rồi mình có lấy nhầm người không vậy trời, sao mà cái ông nhạc của bạn nó khác với mình quá. Mình thì cứ là đi đâu cái tiếp theo cùng, rồi mình cũng đi đâu là chiều ơi lúc chiều về cái tiếp là vậy. Thì hai ông nhạc khác nhau lắm, nhưng mà sau này thì mình cũng biết ơn về điều đó, và nhờ ảnh thì cái bài trót yêu á, một hôm rồi là Mai hát á, là nhờ ảnh mở lên xe á. Ở ngoài này quên ha, hóa ra là ông hay mở lên xe á Phương, ý là vậy. Cũng cảm ơn anh ấy. Mặt má rất Mai rất là biết ơn. Trong những lúc bệnh hoạn anh Nghiệp đi diễn xa, tất cả đều là má hết, tất cả đều là má. Vì mẹ thì ở xa, thì nuôi chăm đẻ hay ngày kia là má là nấu cơm kéo bằng dọc lên, bởi vì má không có đi lên cầu thang được, má thì bệnh tim mà kéo bằng dọc lên. Hắn không con ơi ăn cơm kia, dạ kéo bằng dọc lên đó là kỷ niệm của má chồng. Và Mai là có những cái kỷ niệm tuyệt vời như vậy. Và Mai biết ơn những học sinh của Mai trong thiên ca sự nghiệp, và con thì còn quá nhỏ thì mình sẽ nuôi lại để mình nghiên cứu đó. Thì mình chọn cái lúc đầu là mình sẽ dạy, và có một cái cơ duyên có ca sĩ Linh Hương ở đây, là được kết hợp với ca sĩ Linh Hương là đã định hướng cho mình, và có một bạn thân của mình trong nhóm quản trị đã cho mình cái tên là Yên Ca rất là hợp với mình. Thì mình đã lấy cái tên Yên Ca đó để mình muốn gửi cái thông điệp rằng là các bạn khi đã học với cái lớp mà hát cùng Mai nói là hát cùng với Mai thôi chứ Mai không có dạy, thì đó là cái tên của cái lớp học Mai. Và khi các bạn đã học xong hai khóa rồi thì các bạn lên cộng đồng Yên Ca, rồi lúc đó các bạn đã được an yên rồi đó. Thì cái giọng hát của các bạn không chuyên đó, lúc đầu Mai dạy các bạn không chuyên, thì những cái giọng hát đó sẽ làm những cái đêm nhạc mini nhỏ nhỏ để các bạn vừa thỏa cái niềm đam mê của mình, vì các bạn đa ngành nghề lắm. Thì vừa là cái giọng như là mình chia sẻ đó, thì mình chỉ tham gia với một cái mục đích là mình sẽ được vào cứ mỗi vòng thôi, là một cái sự may mắn của Mai để Mai được thể hiện ấy. Mai được thể hiện là một cái dòng nhạc khác mà mình đã đưa đủ được dân cao của ba miền vào chưa. Tức là mình khi nào cũng đau đáu là làm sao để mà mình đưa được những cái ý muốn của mình vào trong cái bài hát. Và nếu như mình dừng lại sớm quá, mình chưa kịp làm gì hết. Tức là mỗi lần mà được vào trong là mình lại vui mừng là theo kiểu như vậy. Và học trò của mình ấy, mình cứ nghĩ là mình rất là xúc động, bởi vì mình cũng nghĩ rằng là các bạn đang dõi theo mình rất là nhiều. Mình luôn luôn mong ước là cô của mình, nó không biết cô của mình dạy có đúng không ta. Nếu như mà cô dạy mình phải tự tin, tại sao cô không làm trước chẳng hạn, thì sao Mai cứ lo sợ như vậy, cho nên Mai phải làm trước. Vâng, cô ấy là giảng viên thanh nhạc của rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng hiện nay, nhưng mà bây giờ cô ấy mới thật sự bước ra ánh sáng là ngôi sao trong lòng của tất cả chúng ta, những khán giả yêu mến tiếng hát của Ngọc Mai. Mai nè, ngoài việc là truyền cảm hứng âm nhạc đến với tất cả mọi người, Mai đã làm được trong The Masked Singer rồi, và đặc biệt là trong chương trình là sự kiện ngày hôm nay cũng là của Mai.